Khổ tận cam lai, tháng 7 cô hồn, tuổi Đinh Mão, sinh năm 1987, đổi vận giàu sang, ăn nên làm ra, tiền tài như ý, lộc lá đầy nhà. Mình được tử vi hoan hỉ chào đón quý anh chị tuổi Đinh Mão đã quay trở lại với chuyên mục tử vi 12 con giáp. Mến chúc quý anh chị luôn mạnh khỏe, giàu có và thành công hơn nữa trong cuộc sống của mình. Mới đây nhất, khi xem lá số tử vi của 12 con giáp trong tháng 7 âm lịch năm Quý Mão 2023, bất ngờ thần đồng tiên tri Ấn Độ đã tiết lộ rằng người tuổi Đinh Mão sinh năm 1987 là một trong những con giáp may mắn lội ngược dòng số phận mà ăn nên làm ra, tiền tài như ý, muốn tiền có tiền, muốn danh có danh, tài sản không ngừng tăng lên như vũ bão, trả sạch nợ nần, đổi vận giàu sang. Vậy vận trình cụ thể của quý chỉ tuổi Đinh Mão sinh năm 1987 trong tháng 7 âm lịch năm Quý Mão 2023 diễn ra như thế nào? Làm sao để giải hung hóa cát? Làm sao để nắm bắt được vận may đến với mình? Thì ngay sau đây xin mời quý chỉ tuổi Đinh Mão cùng theo dõi luận giải nội dung chi tiết. Tuổi Mão xếp thứ tư trong 12 con giáp. Theo quan niệm dân gian Việt Nam, người tuổi Đinh Mão cầm tinh con mèo, do vậy họ cũng mang những đặc trưng, tính cách và vận mệnh nhất định. Tuổi Đinh Mão đại diện cho những con người thông minh, mưu trí nhanh nhẹn và có con mắt tinh tế nhìn xa trông rộng. Người tuổi Đinh Mão rất thông minh và trung thực, dòng suy nghĩ của họ chảy với tốc độ rất cao. Điều này cho phép người tuổi Đinh Mão thực hiện lượng công việc đa dạng một cách đáng kinh ngạc chỉ trong một khoảng thời gian ngắn. Người tuổi Đinh Mão thường đặc biệt nhạy cảm và cảnh giác cao độ, trí thông minh cũng giúp họ luôn hướng suy nghĩ về tương lai, xem xét cân nhắc những mối đe dọa và nguy cơ có thể xuất hiện, dường như họ luôn để mắt tới những thứ ở cận kề và có trong tay vài giải pháp trong mỗi tình huống. Xu hướng này thể hiện rõ nét trong khả năng của người tuổi Đinh Mão có thể chấp nhận nhiều lối sống rất khác nhau. Nếu cách này không ổn, họ lập tức tìm phương án khác thay thế, họ sẽ tiếp tục thử nghiệm cho tới khi tìm ra lối thoát. Tuy có thể bị nhìn nhận là nhút nhát, người tuổi Đinh Mão tự cho mình là thông minh và thận trọng, hiếm khi người tuổi này quyết định hành động hoặc dấn thân vào tình huống mới mà chưa cân nhắc đầy đủ các phương án trong những tình huống đòi hỏi nhận thức sắc bén về toàn bộ môi trường xung quanh, cũng như khả năng đưa ra những phương án xử lý chớp nhoáng, không thể tìm được người phù hợp hơn tuổi Đinh Mão. Với bề ngoài mềm mại và nhạy cảm, người tuổi Đinh Mão có đời sống nội tâm rất phong phú, cảm xúc của họ có thể thay đổi nhanh như thời tiết. Họ vừa vui đó nhưng lại có thể buồn ngay, luôn cố gắng giữ thái độ bình tĩnh. Người tuổi Đinh Mão hiếm khi cao giọng hoặc tỏ vẻ khó chịu quá mức. Đôi khi nếu cơn giận lên đến tột đỉnh, họ cũng có vẻ khó kiềm chế mình. Nhưng mọi chuyện sẽ qua nhanh như một cơn giông ngày hè. Tốc độ thay đổi cảm xúc cũng như dòng chảy của suy nghĩ thường khiến họ cảm thấy nôn nóng. Người tuổi Đinh Mão không thích lãng phí thời gian và khó lòng hiểu nổi vì sao những người khác không nhanh nhẹn như mình. Điều này có thể khiến những người xung quanh khó chịu, nhất là nếu họ coi sự thiếu kiên nhẫn của người tuổi Đinh Mão là biểu hiện của thói khinh bỉ ngạo mạn. Trong công việc, người tuổi Đinh Mão thường lặng lẽ nhưng hiệu quả, trí nhớ tốt, được quý trọng vì sự liêm chính và lòng trung thực. Họ rất trung thành với chủ, đồng nghiệp đánh giá cao sự tế nhị, tính khiêm tốn, sự cần mẫn của họ và có thể yên tâm khi giao cho họ xử lý những việc tế nhị nhất. Tuổi Đinh Mão sẽ không dẫm đạp lên người khác để đạt được mục đích của mình. Người tuổi Đinh Mão có tài vận tốt và không phải lo ngại nhiều về tiền bạc. Bản chất hào phóng và hòa đồng giúp họ dễ dàng có được của cải. Người tuổi Đinh Mão thường ít chú ý tới tiểu tiết và những vấn đề không quan trọng. Họ không thận trọng lắm khi tiêu tiền và thường không tiết kiệm được nhiều vì có thể kiếm được, nhưng họ hiếm khi trở nên giàu có. Người tuổi Đinh Mão thường tìm cách tránh mọi sự cạnh tranh hay xung đột. Họ cũng không thích liều lĩnh, nhưng khi đặt sự an toàn lên trên nguy cơ, họ có thể đánh mất nhiều cơ hội. Tuổi Đinh Mão không thích là tâm điểm chú ý của mọi người, mà vì vậy thường chọn những việc đằng sau hậu trường hơn là xuất hiện trên sân khấu. Họ thích làm thành viên của nhóm, chứ không làm người lãnh đạo, cảm thấy rất thoải mái khi ở môi trường quen thuộc. Họ là những vị chủ nhà chu đáo, luôn chăm chút để khách mời cảm thấy dễ chịu nhất. Người tuổi Đinh Mão thích sự riêng tư và khá hướng nội. Khi đối đầu với khó khăn hoặc thất vọng, họ thường giữ mọi thứ cho riêng mình, không muốn làm phiền người khác. Họ rất biết lắng nghe, tốt bụng và ngọt ngào. Vì vậy được coi là người bạn đáng tin cậy, với tố chất mềm dẻo như những nhà ngoại giao bẩm sinh, họ có thể biến những tình huống khó khăn, căng thẳng nhất trở thành chuyện giữa những người bạn. Nam giới tuổi Đinh Mão là người hấp dẫn,
ăn mặc hợp thời trang và thường được nhiều phụ nữ ngưỡng mộ. Khi hẹn hò, họ khiến chị em ngất ngây bởi vẻ bề ngoài chân thực và tình cảm nồng nàn. Nhưng khi tình yêu của người con gái đủ lớn để trở thành dây chói, nam tuổi Đinh Mão sẽ lặng lẽ biến mất. Với cá tính phóng khoáng, họ sẽ không ngừng quan hệ với những phụ nữ khác, ngay cả khi đã gắn bó với một người. Khi đùa giỡn với người thứ ba, họ xem đó như một trò chơi nhiều hơn là cảm xúc thật. Bất chấp sự thay đổi của cảm xúc và các mối quan hệ, cuối cùng họ cũng vẫn tiến tới hôn nhân. Trong cuộc sống vợ chồng, nam tuổi Đinh Mão đòi hỏi sự tin tưởng tuyệt đối từ phía người vợ. Khi thấy chồng ngọt ngào hoặc ân cần với mình một cách bất thường, các bà vợ của họ thường đặt dấu hỏi rất to. Phụ nữ sinh tuổi Đinh Mão thường dịu dàng, tốt bụng và trong trắng. Nếu họ quyết định không yêu hoặc hẹn hò với ai thì họ sẽ không bao giờ làm điều đó. Sẽ chỉ là uổng công nếu các chàng trai ngưỡng mộ họ quyết định trồng cây si và mong chờ ngày những cô gái này thay đổi ý định. Trong quan hệ thân mật, họ có thể rất lãng mạn nhưng bản chất thận trọng ngăn cản họ hứa hẹn ngay với một ai. Sau khi kết hôn, nữ tuổi Đinh Mão sẽ dồn toàn bộ sức lực và thời gian toàn tâm, toàn ý chăm sóc chồng con và coi đó là trách nhiệm của mình. Tình yêu và những cố gắng của họ dành cho gia đình thường được đền đáp bằng tình cảm nồng nàn của người thân. Đầu tiên là đánh giá tổng quan vận trình tuổi Đinh Mão, sinh năm 1987, đúng tháng 7 âm lịch năm 2023. Tháng 7 âm lịch năm 2023, tháng Canh Thân, năm Quý Mão, bắt đầu từ ngày 16 tháng 8 năm 2023, kết thúc vào ngày 14 tháng 9 năm 2023 dương lịch. Thiên can canh kim, địa chi thân kim, đặc trưng, thiên sinh địa khắc, kim khí tàng tài khí. Theo thầy tử vi Phương Đông, vận trình tháng 7 âm lịch của người tuổi Đinh Mão đối diện với nhiều thách thức và trở ngại ở phương diện công việc. Bản mệnh có thể vì sơ ý mà mắc sai lầm hay nhầm lẫn khi xử lý các giấy tờ, thủ tục. Tháng này thích hợp làm nhiều hơn nói hay mà làm không được cũng chẳng giải quyết được việc gì. Vì thế bản mệnh nên tập trung tinh lực để hoàn thành mọi việc được giao, có thời gian nên học hỏi để mở rộng kiến thức, không bị tụt hậu so với mọi người xung quanh. Ngoài ra, tránh quản chuyện bao đồng kẻo thương quan giáng họa, khiến tiền mất tật mang. Tài vận không lý tưởng, hầu như không có thứ tài, nguồn thu nhập chủ yếu vẫn là từ công việc hiện tại. Tháng cô hồn, tuổi Đinh Mão cũng nên thận trọng trong đầu tư kinh doanh, tháng có tiểu hao hung tinh ảnh hưởng. Tuổi Đinh Mão nên tiết kiệm chi tiêu, giảm thiểu những khoản chi phí phát sinh thừa thãi như mua sắm, quần áo, tiệc tùng. Chuyện tình cảm có xu hướng khởi sắc, người độc thân chủ động mở rộng các mối quan hệ, dễ tìm được đối tượng tâm đầu ý hợp để chia sẻ về cuộc sống tâm tư tình cảm. Chi tiết cụ thể về các phương diện chính như sau. Về mặt sự nghiệp, xem tử vi tháng 7 năm 2023, tuổi Đinh Mão, lúc này không thực sự thuận lợi đối với con giáp tuổi Đinh Mão. Bạn rất dễ để xảy ra sai sót, một phần là do ngoại cảnh, nhưng phần lớn là do sự chủ quan của bạn trong các tình huống gặp phải. Có thể vì chủ quan về một việc đã biết rồi nên bạn làm khá ẩu, không quan tâm tới chi tiết và đó là nguyên nhân dẫn đến những sai lầm về sau. Tuy nhiên, nếu bạn ý thức được từng việc mình làm và trở nên từ tốn hơn, thì sẽ tránh được sai lầm. Tử vi tháng 7 năm 2023 âm lịch là tháng cô hồn nên có cảm giác bạn bị quấy nhiễu, tháng này trực giác của bạn không tốt, những đánh giá mang tính chủ quan, vì thế bạn tránh cho ai đó lời khuyên vào thời điểm này. Tốt hơn hết, bạn nên dành thời gian để tập trung vào cuộc sống và những nhiệm vụ còn dang dở của mình thì hơn, hãy đề cao việc thực hành, rồi bạn sẽ sớm nhìn thấy sự tiến bộ của mình. Đừng vội vàng đồng ý với một yêu cầu của ai đó, nếu nhận thấy chúng thừa thãi đối với bản thân, bạn sẽ phí hoài thời gian và công sức vào những việc không đáng mà thôi. Về mặt tài lộc, tiến sang tháng 7 âm lịch, vận trình tài lộc có dấu hiệu đi xuống, do đó nên cẩn thận hơn trong chi tiêu, đừng vung tiền quá chán, kẻo lại hối hận. Thời gian này, thu nhập chính của bạn vẫn là lương, không có khoản thu thêm nào cả, nên đừng thích gì mua đó. Ảnh hưởng của tiểu hao hung tinh là lời nhắc nhở con giáp tuổi Đinh Mão nên xem xét cẩn thận việc mua sắm của mình. Những khoản chia nhỏ như sinh nhật, cưới, tiệc tùng nếu cộng lại là một khoản kha khá rồi đấy. Không những thế, bạn còn có thói quen mua quần áo cho những dịp đặc biệt này cũng tiêu tốn không kém tiền bạc. Bạn không thực sự khôn ngoan như bạn tưởng đâu nên dễ có những quyết định sai lầm chủ quan trong tháng này. Trong tháng 7 năm 2023 âm lịch này, bạn nên thận trọng trong đầu tư kinh doanh. Có những khoản đầu tư nhìn qua có vẻ hoàn hảo với những lời mời chào hấp dẫn. Tuy nhiên, bạn nên cân nhắc thật kỹ vì những thông tin bạn có được chưa hoàn toàn chính xác. Hãy để thời gian khác phù hợp hơn để tập trung cho việc đầu tư hay mở rộng kinh doanh.
Theo phong thủy phi tinh, tam bích bay về phương đông cho thấy dễ có rủi ro liên quan tới kiện tụng, tranh đấu, tai tiếng thị phi và khẩu thiệt, tranh chấp nếu có thể nên nhường nhịn một chút để tránh phiền phức kéo dài. Về mặt tình cảm, xem tử vi năm 2023, trong khi những khía cạnh khác của cuộc sống không được tốt, thì may mắn là chuyện tình cảm của con giáp tuổi Đinh Mão lúc này đã có chút khởi sắc. Bạn đã chú ý hơn trong việc dành thời gian để chia sẻ cuộc sống cùng một nửa của mình và nhờ đó càng tăng sự kết nối giữa hai người hơn. Đối với những người đã kết hôn, gia đình có nhiều niềm vui, cuộc sống sau kết hôn khá thoải mái và hạnh phúc, nhận được nhiều sự quan tâm từ phía người thân và bạn bè. Người độc thân cũng có nhiều tín hiệu vui trong chuyện tình cảm, hãy chủ động mở rộng mối quan hệ của mình, rồi bạn sẽ có thêm những niềm vui khi được trò chuyện với người tâm đầu ý hợp. Hãy xem đó như là một khởi động tốt trong đời sống tình cảm, dù sao cũng không nên vội vàng hay nuôi hy vọng quá sớm. Rồi tình cảm sẽ lớn dần, rồi bạn sẽ hiểu ra ai mới là người mà bạn thực sự muốn ở bên. Với những ai thích độc lập và đề cao sự bình đẳng, thì đừng nên cứng nhắc và cố chấp quá với việc này, vì sẽ ảnh hưởng tới mối quan hệ của bạn. Đôi khi trong một mối quan hệ, sự hy sinh và nhún nhường mới có thể duy trì sự gắn kết giữa cả hai. Về mặt sức khỏe, con giáp tuổi Đinh Mão nên hiểu rằng cân bằng việc nghỉ ngơi và làm việc mới là cuộc sống lành mạnh. Hãy tập thói quen tốt này để đảm bảo một cơ thể khỏe mạnh. Tháng này có thể bạn sẽ cảm thấy hăng hái trong việc luyện tập thể thao cũng như duy trì một chế độ ăn uống hợp lý. Đây được xem là tín hiệu vui cho sức khỏe của người tuổi Đinh Mão trong giai đoạn này. Nhiều người có xu hướng loại bỏ hoặc hạn chế đường, đồ uống có chất kích thích, có cồn, đồ cay nóng chiên xào vì đó là nguồn gốc gây nên quá trình lão hóa da nhanh chóng, cũng như tiềm ẩn của các loại mụn gây viêm da. Ngoài ra, đừng quên nuôi dưỡng tinh thần của mình thêm phần khỏe mạnh bằng việc đọc sách đấy nhé. Sức khỏe tinh thần cũng rất quan trọng và khi bạn chăm sóc cơ thể từ bên trong cho đến bên ngoài thì chẳng còn phải lo lắng gì nữa về các vấn đề liên quan tới sức khỏe. Và bây giờ là vận trình chi tiết từng tuần và cẩm nang vượng vận của tuổi Đinh Mão, sinh năm 1987, đúng tháng 7 âm lịch. Tử vi tuần 1, từ ngày mùng 1 đến ngày mùng 7 tháng 7 âm lịch. Bước sang tuần mới, đường tình duyên của người tuổi Đinh Mão cực kỳ thịnh vượng, bản mệnh có thái âm trợ mệnh, nữ mệnh sẽ có nhiều cơ hội để đón chờ hạnh phúc hơn hẳn so với nam mệnh. Đây sẽ là cơ hội tuyệt vời để xích lại gần hơn với người ấy, đem lại cho nhau những giây phút lãng mạn, tình cảm. Thêm nữa, các mối quan hệ xung quanh của người tuổi Đinh Mão lúc này cũng sẽ được cải thiện rõ rệt. Có thể nói đây là giai đoạn của tình bạn, sự kết giao và sẻ chia, bạn sẽ nhiều lần trở thành người đứng giữa thiết lập hòa bình trong nhóm. Điềm báo tử vi cũng cho thấy, con giáp này đạt được khá nhiều thành công trong công việc của mình ngày hôm nay khi có ấn quan trợ giúp. Bản mệnh không để lỡ thời cơ để thể hiện năng lực của mình, cấp trên thực sự ấn tượng với những gì mà bạn làm được. Quý nhân vận trong ngày khá vượng nên hãy tự tin theo đuổi những gì mình muốn nhé. Riêng về vấn đề tiền bạc thì những chú mèo cần phải lưu ý tới những quyết định tài chính vào thời điểm đầu tuần. Đó sẽ là lúc bạn dễ bị mất tiền nhất nếu không có sự tính toán cẩn thận. Vào cuối tuần thì tài vận của con giáp này sẽ tăng tiến vượt bậc, mang lại cho bạn nguồn lợi lớn tới không ngờ. Quý nhân, Dần, Hợi, tiểu nhân, Tuất, Thân, màu sắc may mắn, xanh nước biển, trắng, con số phát tài, 07, 27, 06. Tử vi tuần 2, từ ngày mùng 8 đến ngày 15 tháng 7 âm lịch. Tuần này dịch mã động tinh xuất hiện, khiến người tuổi Đinh Mão phải chạy đôn chạy đáo để lo liệu công việc. Tuy vất vả nhưng đây cũng là cơ hội để bạn thể hiện tài ứng biến nhanh nhẹn, hoạt bát của mình. Bạn đừng trông đợi điều gì đó đến với mình quá dễ dàng, cái gì cũng có cái giá của nó. Giờ bạn phải vượt qua trở ngại, nhưng rồi bạn sẽ nhận được thành quả xứng đáng thôi. Công việc bận bịu, bản mệnh không có thời gian để chăm sóc bản thân, càng khó nói đến chuyện chăm sóc hay vun vén cho chuyện tình cảm của mình. Có lẽ vì lẽ ấy mà mối quan hệ giữa bản mệnh và người ấy có những dấu hiệu rạn nứt, đôi bên không còn kiên nhẫn để giải thích cho nhau về những khó khăn, vướng mắc mình đang gặp phải. Khoảng cách giữa đôi con tim cứ càng lớn dần, phút giây bình yên bên nhau ngày càng ít, thay vào đó là những cuộc cãi vã không ngừng. Dù bạn đã cố gắng bù đắp cho đối phương, nhưng khi tình cảm nhạt phai thì bù đắp thế nào cũng không vừa. Đầu tuần tài lộc khá dồi dào khi được thực thần che chở, nguồn thu chính của con giáp này khá ổn định và nguồn thu phụ cũng có dấu hiệu tăng tiến. Tuy nhiên, càng về cuối tuần thì vận trình càng sa sút, thứ tài cảnh báo họa phá tài có thể sẽ xảy ra nếu bản mệnh không biết cân đo đong đếm chi tiêu sao cho hợp lý. Quý nhân, Hợi, Dậu, tiểu nhân, Tỵ, Thìn,
Màu sắc may mắn, đen, nâu. Con số phát tài, 04, 91, 52. Tử vi tuần 3, từ ngày 16 đến ngày 22 tháng 7 âm lịch. Tuần này điềm báo tử vi cho thấy, người tuổi Đinh Mão dễ gặp phải những tai họa bất ngờ do thái tuế hung tinh soi chiếu. Do đó, bản mệnh cần cẩn thận khi xuất hành xa, cũng chú ý kẻo gặp những bất trắc trong công việc, nhất là việc liên quan đến giấy tờ, tiền bạc. Công việc của con giáp này đang bị ảnh hưởng quá nhiều bởi sự tự tin đến tự cao của bản mệnh. Tỷ kiên nhập cục cho thấy bản mệnh có chính kiến của riêng mình, nhưng thực sự đang có phần cố chấp khi không chịu lắng nghe lời khuyên của mọi người, chỉ khăng khăng với nhận định của bản thân sẽ khiến bạn sớm phải trả giá. Kiếp tài xuất hiện vào những ngày đầu tuần là những tín hiệu không được tốt cho đường tài lộc của con giáp này. Con giáp này có đủ chuyện phải chi tiêu, lại thêm tính thiếu tiết kiệm, nên tiền bạc cứ thế rơi rớt khỏi ví, phải đợi tới cuối tuần, mọi chuyện mới dần có khởi sắc, kế hoạch tài chính cũng nên tiến hành vào thời điểm này để may mắn hơn. Trong tuần này đào hoa không quá vượng, nhưng các cặp đôi tuổi Đinh Mão vẫn rất hài lòng với mối quan hệ hiện tại. Tình cảm ổn định, mọi thứ tiến triển thuận lợi khi cả hai đã biết bao dung và nhường nhịn nhau hơn. Quý nhân, Thìn, Dần, tiểu nhân, Ngọ, Dậu. Màu sắc may mắn, đỏ, xanh lá. Con số phát tài, 04, 08, 35. Tử vi tuần 4, từ ngày 23 đến ngày 30 tháng 7 âm lịch. Tử vi tuần từ ngày 23 đến ngày 30 tháng 7 âm lịch, vận trình của người tuổi Đinh Mão có thể sẽ không được như ý trong tuần này. Hung vận có phần lấn át cát vận. May mắn chưa mỉm cười với con giáp này, chịu ảnh hưởng cực lớn từ đại hao hung tinh, những chú mèo có nguy cơ phải đối mặt với những rắc rối, khiến tiền bạc hao tổn một cách ngỡ ngàng. Trong tuần vẫn có những cơ hội kiếm tiền nhờ chính tài và thiên tài mang đến. Tuy nhiên, dù kiếm được không ít nhưng do các khoản thu chi mất cân bằng, các việc đột xuất khiến con số chi ra vượt quá mức cho phép. Lúc này, bản mệnh khó tránh phải vay mượn để giải quyết khó khăn trước mắt. Công việc trong tuần cũng phải đương đầu với không ít khó khăn, có thể vì thời điểm đầu tuần, mọi việc có phần suôn sẻ, nên con giáp tuổi Đinh Mão sinh chủ quan, không tập trung cao độ, dễ để xảy ra sai sót trong ngày cuối tuần, khi khó thương quan bất ngờ xuất hiện, khiến bạn không kịp trở tay. Phương diện tình cảm trong tuần, mối quan hệ của bạn và nửa kia đang có dấu hiệu đi lên và càng ngày càng sâu sắc hơn. Cả hai đều dành cho đối phương sự quan tâm và trân trọng đặc biệt, dù cuộc sống có bận rộn đến đâu, cũng không quên vun vén tình cảm, nên tình cảm ngày càng khăng khít. Quý nhân, Hợi, Dần, tiểu nhân, Ý, Ngọ. Màu sắc may mắn, xám, vàng. Con số phát tài, 12, 77, 36. Sau đây, Minh Đường Tử Vi xin được tiết lộ với quý vị về những tháng sinh may mắn nhất của tuổi Đinh Mão, sinh năm 1987, trong tháng 7 âm lịch. Con giáp lắm tiền nhiều của, may mắn tới tấp, giàu có vang danh, cuộc đời dư giả. Hãy đón xem đó có phải là tháng sinh của mình hay không quý vị nhé. Vận mệnh người tuổi Đinh Mão, sinh tháng 1 âm lịch. Người tuổi Đinh Mão sinh vào tháng 1 âm lịch là người có tinh thần trách nhiệm, dù không dũng cảm lắm, nhưng họ đã thể hiện tinh thần trách nhiệm và khả năng đảm đương trên nhiều phương diện. Khi đối mặt với bất cứ khó khăn gì, người tuổi Đinh Mão sinh vào tháng 1 âm lịch cũng sẽ không lùi bước và chủ động chịu trách nhiệm. Đây chính là một điểm cộng khiến người tuổi Đinh Mão sinh vào tháng 1 âm lịch gây ấn tượng, là người rất đáng tin cậy đối với các đối tác cũng như lãnh đạo. Nhờ đó, trong nguy hiểm, họ lại tìm được những lối thoát tích cực sau thất bại, lại được để bạn cao hơn. Điều này cũng khiến cuộc sống của người tuổi Đinh Mão sinh vào tháng 1 âm lịch có vận trình tích cực hơn, họ kiếm được ngày càng nhiều tiền, gia đình hạnh phúc, cuộc sống ngày càng viên mãn. Vận mệnh của người tuổi Đinh Mão, sinh tháng 3 âm lịch. Người tuổi Đinh Mão sinh vào tháng 3 âm lịch, sinh ra đã có tính cách lạc quan và tốt bụng, họ không nhìn ai với cái nhìn tiêu cực, u ám, mà luôn có kỳ vọng rất lớn vào cuộc sống của chính mình, luôn hướng đến chỗ tốt hơn, mong cầu tiến bộ và đoàn kết với bạn bè xung quanh. Người tuổi Đinh Mão sinh tháng âm lịch này luôn thể hiện để mọi người thấy được mặt tốt của bản thân. Đồng thời, người tuổi Đinh Mão sinh tháng 3 âm lịch hoàn toàn tin tưởng vào tương lai của mình và không bao giờ bị đánh bại vào thời điểm quan trọng. Cuộc sống năm này của người tuổi Đinh Mão sinh vào tháng 3 âm lịch vô cùng náo nhiệt, viên mãn, họ có quý nhân phù trợ bởi vì số mệnh của họ chưa bao giờ thiếu quý nhân giúp đỡ. Nhờ đó tốc độ phát triển ngày càng nhanh hơn, tương lai không xa cuộc sống của người tuổi Đinh Mão tháng âm lịch này có thể ổn định, gặt hái thành công phú quý. Vận mệnh người tuổi Đinh Mão, sinh tháng 10 âm lịch. Xem tử vi cho thấy, tháng sinh âm lịch, người tuổi Đinh Mão sinh vào tháng 10 âm lịch không chỉ có trí tuệ siêu phàm, mà còn nhân hậu rộng lượng,
Nhờ đó cuộc sống của họ cũng không gặp quá nhiều trở ngại, thăng trầm. Người tuổi Đinh Mão sinh vào tháng 10 âm lịch, luôn nắm vững quy luật phát triển để định hướng cuộc đời mình đi đến thành công một cách thuận lợi nhất. Vận may tài lộc của họ cũng vô cùng mạnh mẽ. Người tuổi Đinh Mão sinh vào tháng 10 âm lịch, đi đến đâu cũng không thiếu quý nhân phù trợ. Do đó dù họ làm ngành nghề gì, cũng luôn có thể tiến thân bằng chính năng lực, cộng với sự trợ giúp của quý nhân. Những lúc nguy hiểm cũng có thể xoay chuyển vận mệnh, biến nguy thành an, càng lên cao tương lai của người tuổi Đinh Mão sinh vào tháng 10 âm lịch. Không chỉ tươi sáng, huy hoàng, mà còn luôn lên dốc tiến tới những đỉnh cao. Vâng, quý vị thân mến, trên đây là những chia sẻ rất tâm huyết đến từ ban biên tập chương trình về tử vi tháng 7 âm lịch, năm Quý Mão 2023 của tuổi Đinh Mão, sinh năm 1987. Minh Đường Tử Vi rất mong rằng quý vị sẽ có một tháng nhiều may mắn, gặt hái nhiều thành công và làm giàu cho bản thân mình, cho xã hội. Minh Đường Tử Vi vô cùng cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi chi tiết hết video. Mọi ý kiến đóng góp và thông tin cần được tư vấn hỗ trợ, vui lòng comment ở bên dưới và bình luận. Ban biên tập chương trình sẽ tư vấn và giải đáp miễn phí trong thời gian sớm nhất. Mến chúc quý vị luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, giàu có và thành công hơn nữa trong cuộc sống của mình. Chương trình đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình lần sau.